Mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Cây Cảnh Ăn Quả miền Tây Đô ạ. Hôm nay em về một lô chôm chôm Tiến Cường ạ. Có cây này đang đột biến, trái rất là nhỏ. Dạ, xin chào anh chị. Hôm nay em về lô đây lô chôm chôm Tiến Cường. Hoành gốc là tầm 50 trở lên. Cây cao trung bình là từ 3 m. Cây thấp nhất là cũng 2 m rưỡi tới 3 m rưỡi. Cây trung bình cây phơm tàn rất là đẹp. 3 m. Hoành thì trên 50. Tán thì rất là chuẩn, bóng mát. Em bán sỉ. Hôm nay em về số lượng được 300 cây. Xe có vài trăm ca một cây. Giá lên xe rất là rẻ. Lên xe là 500 ngàn một cây. Mua số lượng là 500 ca. Còn ship thì tính thêm em phí. Lên bốc lên xe.